Xin chào quý vị khán giả thân mến, tôi rất vui được chào đón các bạn đến với kênh chúng tôi như mọi khi. Tôi là Alexander Sudirevler và chúng mình đang ở bên công ty Solmash. Lần này chúng tôi quyết định quay video trực tiếp tại quảng trường, không phải từ studio của chúng tôi. Và trong khi một số nhân viên đang ăn trưa thì chúng tôi đang có cơ hội đó. Trong video này chúng ta sẽ nói về tổng hợp các công việc đã thực hiện trong giai đoạn 15 của việc cấp vốn. Vâng, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về vấn đề này. Tôi định bắt đầu với những gì đang diễn ra ở công trường, và ngay điều đáng chú ý ở đây là năm 2021 đã thực sự làm khó chúng tôi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và đây không chỉ là thời tiết băng giá mà còn là lượng tuyết bất thường khiến toàn bộ công trường bị ngập tuyết. Đổi lại, điều này dẫn đến một số hạn chế đối với công việc mà chúng tôi có thể thực hiện, xét về khả năng vật chất và tính khả năng về kinh tế, bởi vì công việc bổ sung liên quan đến việc dọn sạch địa điểm khỏi tuyết tất nhiên cũng là một gánh nặng tài chính bổ sung, bao gồm cả dọn dẹp. Trên thực tế thì chúng tôi đã nói về vấn đề này chi tiết hơn trên các chương trình giờ với chuyên gia và trong các video riêng biệt. Như hôm nay, thời tiết đã dịu đi, sự tan chảy của các khối tuyết đã bắt đầu, và nhờ hệ thống thoát nước đã được chuẩn bị trước đó, việc thoát nước từ công trường đang được thực hiện. Và bất chấp những khó khăn liên quan đến thời tiết, các chuyên gia đã bắt tay vào công việc đổ bê tông móng. Bây giờ bạn thấy những khung trên màn hình của mình. Thực sự có rất nhiều công việc, và trong khi các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với nền móng bê tông, hầu hết tất cả các cấu trúc kim loại cần thiết để tạo thành nền và khung của tòa nhà cũng đã được đưa đến công trường. Bản thân các kiểu kim loại do nhà thầu phụ Astron sản xuất, và trong tương lai chính công ty này sẽ tiến hành lắp đặt cái nhà tương lai của chúng ta. Sau khi các cấu trúc kim loại phát triển sẽ mọc lên theo nghĩa đen của từ này, và những gì hiện được lưu giữ tại công trường sẽ được lắp ráp, giao hàng sau vật liệu, trần nhà và vân vân cần thiết để tạo ra một tòa nhà. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ nắm bắt các quy trình này và sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Bây giờ chúng ta hãy nói về các sự kiện khác mà diễn ra trực tiếp trong khuôn viên của cơ sở thuê của Solmash. Trên lãnh thổ của khu vực thuê, việc chuẩn bị mặt bằng cho việc lắp đầy dây chuyền tự động trong tương lai để sản xuất các lô lắp đặt động cơ điện không đồng bộ quy mô nhỏ hiện đang được thực hiện. Đây là một sự kiện khá quan trọng, và để nó được thực hiện, đối tác của chúng tôi, Vitaltech 2, đã tiến hành lựa chọn và mua thiết bị sẽ đến cơ sở của chúng tôi vào cuối tháng 4 này. Vào tháng 5 thì chúng tôi dự định lắp ráp thiết bị và khởi động dây chuyền sản xuất tự động. Số lượng sản phẩm được sản xuất có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tùy thuộc vào kích thước của động cơ, thiết bị được sử dụng và vân vân. Trung bình theo kế hoạch thì công suất của dây chuyền tự động sẽ có thể sản xuất khoảng 12.000 chiếc động cơ mỗi tháng. Dây chuyền tự động này rất quan trọng vì đã có mặt trên lãnh thổ của không gian đang thuê. Chúng tôi sẽ có thể chuẩn bị cho nhân viên làm việc với thiết bị này, tiến hành đào tạo, điều chỉnh thử nghiệm, điều chỉnh lắp đặt mọi thứ cần thiết. Theo đó, điều này cũng sẽ cho phép chúng tôi sản xuất các lô quy mô nhỏ và chứng minh rõ ràng khả năng sản xuất tự động của các kích thước động cơ cụ thể. Tôi nghĩ rằng không cần phải giải thích chi tiết này, điều này sẽ dẫn đến điều gì. Vâng, sau khi hoàn thành việc xây dựng và vận hành phòng công nghệ, thiết kế và phát triển, dây chuyền sản xuất này sẽ được đến cơ sở của chính nó. Với điều này, chúng tôi sẽ chúc mừng tất cả mọi người và chúng tôi sau khi chúng ta đã hoàn thành tất cả những điều này. Đặc biệt, một số lượng lớn công việc đã được thực hiện với phòng thử nghiệm của Solmash. Đó là hiện đại hóa và thử nghiệm. Bây giờ chúng tôi sẽ trao mặt bằng cho Igor Korkov, và anh ấy sẽ cho chúng tôi biết những gì đã được thực hiện trong phòng thử nghiệm nhé.
Xin chào quý khán giả thân mến, hôm nay tôi muốn nói ngắn gọn cho bạn biết những thay đổi nào đã diễn ra trong phòng thí nghiệm. Vì video dài đã được phát hành trên kênh SOMARCH nên bạn có thể xem nó. Tóm lại, chúng tôi đã lắp đặt thêm các thiết bị có độ chính xác cao, hệ thống cáp được sắp xếp hợp lý để thuận tiện cho việc lắp đặt và kết nối động cơ. Và điều quan trọng nhất là tổ hợp phần cứng và phần mềm mới do chúng tôi phát triển đã bắt đầu hoạt động. Do đó, giờ đây chúng tôi có thể nhận kết quả với tốc độ nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và in chúng ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện phát triển những thử nghiệm thiết bị mới để kiểm tra động cơ bánh xe, hơn nữa trong hai phiên bản, thông qua một dây đai và đồng trục. Tất nhiên cần làm nói riêng về phần phát triển của bộ mã hóa giá tăng của riêng mình. Đây là một thành tựu thực sự to lớn và quan trọng đối với toàn bộ dự án và đối với toàn công ty. Thực tế là trong động cơ kéo cần sử dụng bộ điều khiển khiến tần số điều khiển chính động cơ, và điều này khả thi khi cần phải có bộ mã hóa. Nhờ thực tế và các chuyên gia của Sonos đã phát triển bộ mã hóa của riêng, chúng tôi đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào các quốc gia, nhà cung cấp khác. Trên thực tế, các giải pháp của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và phải áp dụng cho cảm biến này và cho phép kiểm soát toàn bộ động cơ. Trong số những thứ khác, cần lưu ý rằng các giải pháp của chúng tôi rẻ hơn nhiều so với các giải pháp tương tự trong quá trình sản xuất. Nó mang lại nhiều lợi nhuận và thuận tiện. Ngoài sự phát triển của chính cảm biến, các chuyên gia của SOMARCH cũng đã phát triển và đào tạo một bản cài đặt trong phần cứng cho phép sản xuất khoảng tầm 30-40.000 đơn vị bộ phận và những bộ phận chính trong chính cảm biến, và khó khăn rất lớn trong việc tạo ra một cảm biến như vậy chính là nằm ở việc tạo ra những chi tiết mà bạn nhìn thấy trên màn hình của mình hiện tại. Đây là một thành tựu rất nghiêm túc, và ở đây các chuyên gia SOMARCH đã làm việc rất hiệu quả. Và về mặt này, mọi người đều có thể đặt hàng nếu mà các bạn cần bộ mã hóa gia tăng này, các kích thước khác nhau mà bạn đang quan tâm. Để thực hiện được việc này, bạn cần truy cập vào trang web Sovermask trong phần dịch vụ, và đó bạn sẽ thấy tất cả thông tin chi tiết cần thiết để mà đặt hàng. Và kể từ khi nếu chúng ta đã bắt đầu về việc này và nói về trang web của công ty, cần lưu ý rằng một tính năng rất quan trọng bây giờ là trang web của công ty bạn có thể mua động cơ không đồng bộ với cuộn dây kết hợp Slavian, các số lượng động cơ này đang có hạn, cho nên là bạn phải vào mục cần bán và đặt mua động cơ mà bạn quan tâm. Vâng, và cũng có thể, nếu mà chúng ta quay trở lại ở cuộc trò chuyện về thực tế và công việc đang được thực hiện theo nhiều hướng và mặt trận khác nhau, chúng ta không nên quên về bảng sáng chế. Ngoài ra, trang web chính thức có chứa một số lượng lớn và bảng sáng chế mà bạn có thể tự làm quen với nó. Bảng sáng chế mới nhất do SOMARCH có được liên quan đến động cơ bánh xe, và đặc biệt là việc tích hợp động cơ bánh xe vào hệ thống treo. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ không nên nói những chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của một giải pháp này. Chắc chắn là nó sẽ giúp chúng ta sẽ có nhiều ưu điểm về sử dụng hệ thống bánh xe động cơ này, có thể thực hiện được cả xe hạng nhẹ 2 bánh và xe 4 bánh công thức xe hạng nhẹ, xe ô tô thông thường, bao gồm cả thiết bị dựng hạng nặng, thiết bị đặc biệt, thiết bị quân sự. Việc buộc chặt bản thân nó ngụ ý một cấu trúc quân sông này và mang lại một số lượng lớn các lợi thế cho mọi người đều tiêu dùng có thể của một sản phẩm vận tải để được thực hiện theo sơ đồ này. Vâng, đây là đặc biệt là một đối với những người tích cực theo dõi các hoạt động của công ty SOMARCH và chưa nhìn thấy nó, chúng tôi đã cung cấp thông tin chính thức tại trang web nơi công bố kiểm toán trong giai đoạn vừa qua của công ty SOMARCH. Công ty đã được thử nghiệm và theo đó kết quả của nó có thể tìm thấy từ các nguồn chính thức. Điều này khẳng định khả năng là công ty có thể sống sót và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy tắc do nhà nước áp đặt đối với công nghệ, công việc của bất kỳ pháp nhân nào. Vâng, và cuối video này tôi muốn tóm tắt lại rất nhiều việc đã được thực hiện. Nó được thực hiện trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau và vẫn còn nhiều việc ở phía trước của chúng ta. Bởi vì điều kiện thời tiết thuận lợi,
đang bắt đầu làm chúng tôi thích thú hơn, sẽ cho phép chúng tôi đi theo đúng lịch trình đã vạch ra trước đó để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, bao gồm thậm chí có thể đẩy nhanh tốc độ trong một số lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, việc quản lý vận hành vẫn chưa bị hủy bỏ và các quy định hiện tại đã vẫn đang được thực hiện liên tục để tối ưu hóa các quy trình xảy ra tại công trường và trên các khu vực thuê trong phòng thí nghiệm và các địa điểm thí nghiệm. Và trong các bộ phận làm việc với tài liệu, rất nhiều công việc đang được thực hiện với tài liệu ước tính luôn đánh bóng những gì đang cần thiết để tối ưu hóa công việc cần thực hiện. Vì vậy, thì, tôi muốn chúc mừng các đồng nghiệp, khán giả, nhà đầu tư, đối tác. Tôi muốn chúc tất cả chúng ta may mắn và đạt được những mục tiêu đã vạch ra trước đó. Vâng, và tôi muốn cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.